So hello class. Rồi hôm nay mình tiếp tục ôn lại từ vựng hôm thứ bảy và chủ nhật lớp mình đã học nha. Rồi mình có từ đầu tiên, đây là từ vựng thuộc về unit 3. Ok. Rồi mình có từ đầu tiên, household tour. Household tour. Cupboard. Cupboard. Vegetable. Vegetable. Steamer. Steamer. Sink, sink. Từ tiếp theo, saucepan, saucepan. Frying pan, frying pan. Rice cooker, rice cooker. Beside, beside. Stove, stove. Forget, forgot. Và forgotten, ok, đã thiếu. Forget, forgot, forgotten. Almost, nearly, almost, nearly. Bow, bow. Blade, blade. Work, work. Cushion, cushion, cushion. Lamp, lamp. Magazine, magazine. Opposite, opposite. Between and, between and. Coach, coach. Armchair, armchair. Safety, safety. Safe, safe. Chemical, chemical. Drug, drug. Ở đây thầy có bổ sung thêm là bằng với từ medicine, medicine. Drug, medicine. Look, look. Dangerous, dangerous. March, march. March ở đây thầy có bổ sung thêm nghĩa, đó là gì? Ngoài cây nhiêm nó còn có nghĩa là trận đấu. Ok, và từ cuối cùng, destroy, destroy. Và ở đây thầy có một vài từ vựng bổ sung về giới từ chỉ nơi chốn, đó là gì? In, on, beside sẽ bằng với từ next to, có nghĩa là kế bên. Và ở dưới mình có từ under. Ok, rồi ở đây thầy có một vài cấu trúc mà lớp mình đã học rồi, bây giờ thầy sẽ nhắc sơ lại. Là cấu trúc hỏi về chiều cao sẽ là how tall, được chưa? Cộng cho be, cộng với chủ từ. Thầy có ví dụ how tall are you, bạn cao bao nhiêu, là what cộng cho be. Be cụ thể đây là động từ be là is, cái gì cộng cho tính từ sở hữu và cộng cho hey. Ví dụ hỏi chiều cao của bạn bao nhiêu thì mình sẽ có câu là what is your height. Ok, rồi để trả lời thì mình sẽ cấu trúc sao? Cấu trúc chủ từ cộng be cộng cho một con số và meters. Nếu từ 2 mét trở lên thì meters phải có từ con s. Ok, và từ cuối cùng là một kết thúc bằng chữ height. Ví dụ thầy cao 1m68, thầy sẽ làm I am 1 meter and 68 centimeters height. Có nghĩa là tôi thì cao 1m68 cm. Ok, tiếp theo mình còn cấu trúc gì nữa? Đó là gì? Each of cộng cho danh từ số nhiều nhưng động từ phải số ít. Thầy có ví dụ each of students in this class has a smartphone, có nghĩa là gì? Mỗi một học sinh trong lớp này đều có một cái điện thoại, được chưa? Và nhớ cho thầy, sau each of phải là danh từ số nhiều và động từ phía sau nó phải là số ít. Ok, this is the end of this lesson today. Ok, see you class, goodbye.